HP Shop, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng máy lạnh mini các bạn. Thì dòng này là dòng Corona các bạn. Đây, Corona, và đây là mặt trên chứa các cái nút điều khiển của nó. Và đây là cái mặt để nó thổi gió ra hoặc là không khí lạnh các bạn. Đây, mình quay xung quanh từ trên xuống cho các bạn xem. Đấy. Đây. Từ trên xuống. Máy rất là đẹp các bạn. Phía dưới thì nó có là 4 bánh xe để mà chúng ta tiện là cho di chuyển nha. Ở đây là phía sau khi nóng nó thoát ra. Đó. Và đây là cái mã của nó đây các bạn. Hàng nội địa Nhật cho các bạn. Corona CDM 1017. Xe điện là 100W 50-60Hz. 220-240W các bạn. Đét của nó là 2017. Đó, thông số nó đây. Rồi, mình hướng dẫn sơ qua cái dòng này cho các bạn xem nha. Hai bên đây là hai cái nắp mà lọc không khí đó các bạn. Chúng ta có thể tháo ra, chúng ta vệ sinh cho nó sạch sẽ và chúng ta có thể gắn lại nha. Đây. Đó. Đây là cái vàng làm lạnh của nó đây. Chúng ta tháo ra, chúng ta lắp vào lại. Ok. Bên đây cũng có một nắp các bạn. Còn bên đây thì cái chứa nước của nó. Ví dụ nước làm lạnh mà cho hút không khí ẩm rồi này kia, nó sẽ ra nước nơi đây. Và khi nào đầy, nó có cái mực nước ở đây các bạn. Khi nào đầy thì nó sẽ báo cho chúng ta đổ nước và chúng ta lắp vào lại. Thì trên bề mặt nó đây các bạn. Ở đây là cái nút khởi động nha. Phía bên tay trái là làm không khí lạnh vừa, trung bình hoặc là làm lạnh cao. Còn phía bên tay phải thì đó là chế độ quạt gió các bạn. Quạt gió bình thường thôi các bạn. Thì đây là trung bình, cao ha. Còn cái nút ở giữa đây các bạn, chúng ta chọn hai chế độ. Chúng ta nhấn là chúng ta chọn luôn. Thì cái mức đầu nó là hút ẩm. Cái thứ hai là sấy quần áo. Các bạn thấy để cái áo nè ha. Sấy quần áo thì chúng ta bật lên, chúng ta đưa ngay chân cái sào đồ của chúng ta, nó sẽ sấy làm khô quần áo nha các bạn. Đó. Đây. Rồi, còn phía trên nữa các bạn. Bên tay trái là chúng ta chọn chế độ đảo, đảo vừa, trung bình hoặc là đảo rộng hơn, ba chế độ này. Còn phía bên đây là 1 giờ, 2 giờ, 6 giờ là chế độ hẹn giờ, nó tự động nó ngắt nha các bạn. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử. Rồi, chúng ta bật nguồn nha. Đó. Bên đây là chế độ làm lạnh, bên tay trái đây. Đây các bạn thấy quạt nó mở ra nè, gió nó thổi đây. Đó, mình chọn cho nó chế độ là đảo rộng các bạn hoặc là tự động. Đây. Nó có cái đảo quạt rất là rộng các bạn. Thì trong quá trình nó làm lạnh á thì phía sau lưng đó các bạn. Phía sau lưng này là nó thổi gió ra. Gió nóng các bạn, đó, hoặc là chúng ta bật lên là nó thổi lên lên đây để sấy quần áo chẳng hạn. Đó. Cái này chúng ta có thể là đẩy vào cái mùng ngủ an toàn cho em bé các bạn, không khí nó tốt cho em bé thôi ha. Nó dùng ga 410 nha các bạn. Rồi, chúng ta muốn đảo qua quạt á thì chúng ta chọn qua chế độ quạt không có làm lạnh các bạn. Mức gió bình thường. Hoặc là chúng ta chọn chế độ là mức gió cao các bạn. Để cho nó mát ha. Thì thay vì chúng ta không xài lạnh thì chúng ta xài như quạt gió thôi. Đây. Rồi các bạn. Đây là chế độ hút ẩm. Đó, mình chọn chế độ hút ẩm nha. Thì nó đóng vào đây. Hoặc là chế độ sấy.
quần áo. Ở đây nó sẽ hoạt động mạnh hơn các bạn. Đó là chân gió nè. Thì ở phía trước này thì nó đã đóng cái cửa quạt gió lại rồi. À, đây mình chọn chế độ sấy quần áo, gió rất là mạnh. Quạt. Còn chế độ hẹn giờ, 1 giờ, 2 giờ, 6 giờ thì nó sẽ ngắt các bạn. Chúng ta nhấn bằng cách lặp lại. Này điện 110 nha, điện 110 đều hoạt động ok nha các bạn. Đây dấu hướng lên. Rồi, máy thật là đẹp luôn. Nó có bánh xe đẩy rất là tiện lợi các bạn. Cái này nếu mà nhà chúng ta có em bé hoặc là người lớn tuổi á, thì chúng ta cứ để thẳng vào mùng, không sợ bị ngã các bạn, nó rất là chắc chắn. Đây, trong khi nó hoạt động mà chúng ta rút cái nắp chứa nước các bạn, thì máy tự động nó sẽ ngắt, nó sẽ báo nè. Đó, thì nếu mà đầy nó sẽ báo như thế. Thì chúng ta rút cái hộp này ra. Đây, rút cái hộp này ra. Chúng ta đem đi đổ nước. Sau đó chúng ta lắp vào lại là ok. Đó, lắp vào lại thì máy sẽ tự động hoạt động lại các bạn. Thì dòng này rất là tiện lợi cho em bé nhỏ nha các bạn. Và người lớn tuổi. Đồ ồn thì đạt tiêu chuẩn của Nhật nha các bạn. Đó. Sử dụng rất là ok, bền bỉ. Không khí lạnh vừa phải thôi chứ không có lạnh quá các bạn, không có buốt. Đây là mặt trên của nó. Và đây là mặt sau lưng. Làm lạnh thì cái hơi của nó là ga là hơi nóng các bạn. Chúng ta không cho phía sau thì chúng ta chọn hướng lên trên, nó sẽ đẩy hơi gió lên trên. Đây. Máy nội địa Nhật còn rất là đẹp. 1C. Mã của nó là CDM1017. Nó có các chế độ là làm lạnh vừa, trung bình, cao, chế độ quạt gió vừa, cao ha, chế độ hút ẩm, chế độ sấy quần áo, rồi chế độ đảo, đảo là phía trước nè các bạn ha, và hẹn giờ. Đó, các chế độ rất là ok. Làm lạnh vừa phải, ga 410, không khí tốt cho em bé và người lớn tuổi, có thể để trong mùng hoặc là chúng ta di chuyển vòng vòng nhà vẫn ok. Nó sử dụng ngoài không gian rộng, có thể là 10m² cho đến 20m², chúng ta đẩy vòng vòng vẫn ok các bạn ha. Chúng ta để gần người thì cũng ok ha. Rồi, các bạn nào có còn thắc mắc vấn đề nào về máy này thì cứ để lại bình luận và liên hệ với mình nha. HP Shop, thân chào các bạn.